Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị 15 cái mẫu tinh thể thạch anh khói. Xin quay chi tiết từng mẫu để quý vị cùng xem nhé. Dòng thạch anh khói có nguồn gốc ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Độ trong của nó tương đối là tốt. Viên này thì nó gần như là hai đầu. Tất cả viên này nó đều đá, nó đều là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Xin quay chi tiết cho quý vị cùng xem 15 mẫu thạch anh khói. Cái mẫu này thì hiện tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 210.000 đồng. Đấy, nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Cam kết là hàng thạch anh khói chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu mà sai so với cam kết thì tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Mẫu này thì nó có một ít cái tóc đen nó bám ở đây. Tóc đen ở đây nó chính là cái dòng thuốc Malin, nó cộng sinh cùng với thạch anh, nó tạo thành các cái tóc đen. Chất đá của những viên này thì có độ trong tương đối là tốt. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ giới thiệu đến với các quý vị khán giả. Ngày nào kênh của tôi cũng có các video giới thiệu về các sản phẩm đá đẹp tự nhiên, đá phong thủy đến với các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số 0354099099. Xin chào và xin hẹn gặp lại.